Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 8 tháng 5. Tối nay và trưa chiều mai, khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục có mưa rào nhẹ và dông vài nơi. Về đêm, thời tiết mát mẻ, mức nhiệt thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Ngày mai, nắng nóng tạm thời chấm dứt ở khu vực tỉnh, nền nhiệt cũng giảm dần, cao nhất từ 30 đến 32 độ, vài nơi cao hơn 32 độ. Thành phố Vũng Tàu mây thay đổi đến chiều mây, đêm nay có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng yếu, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 85 đến 90%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào nhẹ, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 29 đến 31 độ. Độ ẩm tương đối 85 đến 90%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 5 giật trên cấp 5, biển động nhẹ. Mực nước tại Vũng Tàu ngày 9 tháng 5 cao nhất 365 cm, xuất hiện lúc 13 giờ, thấp nhất 160 cm, xuất hiện lúc 1 giờ.